BKV sẽ sản xuất máy thở giữa tháng 5 song mẫu đầu tiên. Trên trang Facebook cá nhân, CEO BKV ông Nguyễn Tử Quảng đã cho biết BKV sẽ sản xuất máy thở xâm nhập điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, ngay từ khi có thông tin giáo sư Trần Văn Thọ và Trần Ngọc Phúc muốn chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở cho Việt Nam, BKV đã cử đội ngũ nghiên cứu dự án này và đến nay công ty đã hoàn tất kế hoạch sản xuất. Loại máy thở là PB560 cũng chính là mẫu máy trước đó tập đoàn Vingroup sẽ thông báo sản xuất. Máy thở PB560 là loại máy gọn, nhẹ, có chức năng cung cấp oxy và mô phỏng các hành động của hơi thở. Là thiết bị sống còn giúp cho các bác sĩ và bệnh nhân nặng chống chọi với COVID-19. Khoảng 10% bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải dùng đến máy thở, do đó thế giới đang thiếu nặng các loại thiết bị này. CEO BKV cho biết đến giữa tháng 5 2020, BKV sẽ sản xuất xong mẫu máy đầu tiên. Để có thể xin cấp phép sản xuất hàng loạt từ Bộ Y tế, BKV cũng đã làm việc với chuỗi cung ứng sẵn có đang tham gia sản xuất Bifone. Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định hơn 9.000 công nhân và 4 nhà máy trong hệ thống của chúng tôi đã sẵn sàng. Như vậy, Việt Nam hiện đang có 2 doanh nghiệp tuyên bố sản xuất máy thở là BKV và Vingroup. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, điều này giúp cho Việt Nam không lo thiếu máy thở nếu trường hợp xấu xảy ra là dịch bệnh bùng phát. Không những thế, Việt Nam còn có thể xuất khẩu để hỗ trợ cho các quốc gia khác nếu như dịch bệnh vẫn còn hoành hành. Tuy vậy, ông Nguyễn Tử Quảng tin tưởng dịch bệnh tại Việt Nam sẽ bị đẩy lùi trong vài tuần tới. Theo các tài liệu chuyên môn, máy thở gồm hai loại là máy thở không xâm nhập và máy thở xâm nhập. Trong đó, máy thở không xâm nhập bản chất giống như một chiếc quạt, tạo ra một dòng khí có áp lực dương để hỗ trợ động tác hít vào của bệnh nhân cho đỡ tốn sức. Tuy vậy thì áp lực dương này sẽ cản trở động tác thở ra. Máy thở không xâm nhập đơn giản hơn nên là rẻ hơn so với máy thở xâm nhập. Trong khi đó, máy thở xâm nhập hiện đại hơn khi cảm nhận được việc hít vào của bệnh nhân để nâng áp lực hỗ trợ lên cao và cảm nhận được việc thở ra của bệnh nhân để hạ áp lực xuống thấp để giúp cho bệnh nhân thở ra không bị cản trở. Máy thở xâm nhập là những máy được thiết kế để thở cho những bệnh nhân nặng phải thở qua ống nội khí quản. Khi đó, máy sẽ kiểm soát hoạt động hô hấp của bệnh nhân. Do phải đáp ứng với nhiều yêu cầu hô hấp ở bệnh nhân nặng nên máy sẽ có nhiều phương thức thở khác nhau, thậm chí đa năng thở cả xâm nhập hay không xâm nhập. Các máy thở đắt rẻ khác nhau phụ thuộc vào độ tinh vi của phần mềm điều khiển, độ nhanh nhạy chính xác của bộ vi xử lý và các sensor, độ bền và thương hiệu cùng với các option kèm theo. Theo thông tin từ phía tập đoàn Vingroup, tập đoàn này sẽ nhập linh kiện của các máy thở không xâm nhập với giá dự kiến khoảng 22 triệu đồng, còn đối với máy thở xâm nhập là 160 triệu đồng. PV, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Vingroup và Alibaba là hai tập đoàn đóng góp chống dịch COVID-19 nổi bật nhất khu vực châu Á. Trong bản tin thời sự của đài CNN Mỹ, Vingroup trở thành điểm nhấn mới của Việt Nam trong việc chống đại dịch COVID-19. Vingroup được đề cập là đại diện tiêu biểu cho những doanh nghiệp lớn trên toàn cầu góp sức chống dịch COVID-19, cùng với các tập đoàn khác như Alibaba.